Xin chào quý vị các bạn. Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Hyundai Santa Fe nhập khẩu nguyên chiếc năm 2008, bản MLX, số tự động, cửa sổ nóc, 3 vùng điều hòa độc lập. Đây là chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu, 3 vùng điều hòa độc lập, số tự động, cửa sổ nóc, ghế chỉnh điện. Hiện nay đang được chào bán với giá là 520 triệu đồng tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. 520 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Santa Fe số tự động, cửa sổ nóc, 3 vùng điều hòa độc lập, 7 chỗ ngồi. Đây là thân dáng của chiếc xe, quý vị có thể nhìn thấy đây ạ. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc năm 2008. Gầm cao 7 chỗ, máy dầu, động cơ 2.2 AT diesel. Trang thiết bị gồm có 3 vùng điều hòa độc lập, ghế chỉnh điện, cửa sổ nóc, số tự động 2.2, máy dầu, 7 chỗ ngồi. Bây giờ mình sẽ quay về chi tiết của chiếc xe. Xe được trang bị đèn bi xê lông siêu sáng, đèn gầm, gương chỉnh trợ điện, cụp điện và có xi nhan trên gương, 4 la răng đúc và phanh ABS, gạt mưa sau, đây, và camera lùi, và cũng có màn hình rồi. Thì bây giờ về thêm về chi tiết nội thất chiếc xe thì quý vị hãy Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương sẽ giới thiệu cho quý vị xem. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp số hotline 0855 966 966 để biết thêm thông tin chi tiết. Đây là nội thất của chiếc xe. Quý vị có thể nhìn thấy đây là nội thất của chiếc xe. Form dáng cũng như là nội thất của chiếc xe này thì còn nguyên bản hết quý vị nhé. Xe không lỗi gì, keo chỉ zin, không một lỗi nhỏ. Máy dầu, động cơ 2.2, nó chiếc xe này nó tiêu thụ khoảng độ tầm 7 lít dầu, hơn 7 lít dầu một tí thôi. Rất tiết kiệm nhiên liệu, chỉ khoảng độ 100.000 tiền dầu cho 100 km đường hỗn hợp thôi. Bây giờ mình sẽ đi về chi tiết nội thất. Thứ nhất là xe được trang bị những gì? Xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện tự động, vô lăng tích hợp bàn phím, màn hình camera lùi, túi khí, điều hòa tự động, và chiếc xe này được đây, quý vị có thể thấy là xe được trang bị cả ghế điện. Và xe có 3 vùng điều hòa, một vùng ở phía trên này và một vùng là ngay bên cột ở hàng ghế thứ hai và bên sườn của hàng ghế thứ ba đây. Tức là xe được trang bị 3 vùng điều hòa, cửa sổ nóc, số tự động. Đây nội thất của chiếc xe quý vị có thể nhìn thấy ạ, tất cả ghế da là nguyên bản. Nội thất ghế da nguyên bản quý vị nhé. Ghế da nguyên bản hết ạ. Chiếc xe này hiện nay đồng hồ DOD thì hiển thị 14 vạn. Cho xe chạy 10 năm. Chạy 11 năm. Hiển thị 14 vạn, tức là cái xe này cũng chạy 1 năm có hơn 1 vạn thôi, khá ít đúng không quý vị? Xe 1 năm chạy có hơn 1 vạn thôi. Về ở cái khoang sau này thì khi quý vị đi 5 người. Khi quý vị đi 5 người thì quý vị có thể gập cái hàng ghế này xuống. Thì cái cốp nó sẽ rất là rộng đúng không ạ? Và khi mà mình đi 7 người thì mình có thể dựng lên như thế này cả hai ghế. Bây giờ mình sẽ đi vào kiểm tra về keo chỉ của chiếc xe. Thì đây toàn bộ đinh tán ở phía đằng sau hông xe đây là còn nguyên đinh tán, cả hai bên còn đều nguyên đinh tán hết. Keo chỉ zin, cốp đây, ốc cốp nguyên zin chưa mở, ốc cốp nguyên zin chưa mở, keo chỉ cốp đít còn nguyên, không mất phân chỉ nào, chỉ cốp đít còn nguyên zin, không mất phân chỉ nào. Đó là về phần cốp đít. Thế bây giờ về phần cánh sau bên lái, cánh sau bên phụ đây ạ, chỉ còn nguyên, quý vị có thể nhìn thấy đây, chỉ còn nguyên
chỉ cả cánh lái. À, đây là chỉ bên cánh phụ, cánh bên trước cánh phụ đây ạ. Cũng còn nguyên quý vị nhé, chỉ cũng là còn nguyên. Kiểm tra về phần chỉ bên cánh ghế sau, bên phụ lái, chỉ đây ạ, còn nguyên quý vị nhé, còn nguyên chỉ, không mất phân chỉ nào, xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ zin. Đây. Đây là khá là ok đúng không quý vị? Đây còn về nội thất của chiếc xe thì về mặt táp lô, quý vị có thể nhìn ở đây, táp lô rất đẹp. Táp ly đẹp. Ghế da 11 năm rồi nhưng ghế da nguyên bản vẫn còn nguyên. Chỉ có đôi chỗ là nó hơi bạc bạc một tí về mình đánh xi. Như kiểu cái giày mình đi mà nó hơi bạc một tí mình đánh xi, mai mình sẽ cho đánh xi một chút thôi để xi vào đây là xe sẽ đẹp lên ngay. Đấy, nhưng mà nó là cái da nguyên bản của nó. Cái cửa hơi kêu là do nó khô dầu ở đây, nó khô dầu ở cái này. Thì mở ra nó hơi kêu một tí, nhỏ cho ít dầu ăn vào đây. Chỉ cần nhỏ một ít dầu ăn vào đây sẽ hết kêu luôn. Đây ở ghế nguyên bản. Ghế nguyên bản. Bây giờ mình sẽ đi vào đến khoang động cơ. Tức là chỉ là cốp đít và bốn cánh đã ok rồi. Thì, cửa sổ nóc đây. Rồi tí nữa mình sẽ cùng quý vị trải nghiệm chạy thử chiếc xe này. Còn bây giờ mình kiểm tra khoang máy của chiếc xe. Chiếc xe này vừa nãy mình đi thì máy nổ rất là êm quý vị nhé. Máy nổ rất êm. Đây ạ, về phần đinh tán ở hai bên má. Đây ạ, về phần đinh tán hai bên má còn nguyên. Cabo chưa mở. Chưa mở cabo quý vị nhé. Cabo còn nguyên, đinh tán, ốc ác còn nguyên đây. Về phần phía đầu răng đằng trước, quý vị có thể nhìn đây, còn nguyên đây. Đinh tán ở phía bên má bên lái. Đây ạ, còn nguyên đây ạ. Quý vị có thể nhìn thấy lau một cái. Cái xe này thì chỉ có vết bụi của thời gian thôi, lau qua cái là sạch. Đấy, về chỉ cabo. Chỉ cabo còn nguyên quý vị nhé. Chỉ cabo còn nguyên, chỉ xịn. Chỉ cabo còn nguyên, chỉ xịn. Ốc cabo chưa ra nhé quý vị nhé. Cabo chưa ra. Ốc cabo chưa ra. Đây là khoang máy rất là sạch sẽ. Quý vị có thể nhìn thấy khoang máy rất là sạch sẽ đây. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô Cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966, với giá là 520 triệu đồng. Bây giờ quý vị hãy cùng Dung Audi ô tô Cũ Hải Dương trải nghiệm chiếc xe này. Cắm cái dây an toàn nên nó khỏi kêu. Đây ạ. Đây là đồng hồ điện tử chỉ hiển thị DOD 14 vạn. Xe được trang bị màn hình camera lùi đầy đủ hết rồi. Cửa sổ nóc mình kiểm tra cửa sổ nóc, tình trạng hoạt động của cửa sổ nóc. Ok. Cửa sổ nóc hoạt động trơn tru. Rồi ạ. Bây giờ quý vị hãy cùng Dung Audi trải nghiệm lái thử chiếc xe này được không ạ. Đầu tiên là mình cảm nhận rằng chiếc xe này máy nổ khá êm. Đối với một chiếc máy dầu, nổ như một tiếng máy xăng luôn. Máy nổ khá êm. Ok, nhả chân phanh là xe đi rất, tức là động cơ rất là bốc. Máy đi rất bốc. Nhả chân ra là đi thôi. Đây mình đang đề ba mà máy nổ rất êm. Số chuyển đều quý vị nhé. Số chuyển rất đều.
lái nhẹ, trợ lực lái rất nhẹ, gầm bệ chắc chắn, gầm bệ khá là chắc chắn, đi đường bê tông, mình đi đường bê tông đấy, nhưng mà gầm bệ rất là chắc chắn, chỉ nghe của tiếng lốp thôi, chỉ có nghe tiếng lốp thôi, số chuyển rất đều quý vị nhé. Đây, đây là tiếng khóa, khi có tốc độ trên 40 km/h khóa cửa tự động đóng lại, chốt an toàn cho tất cả các cánh cửa. Với 520 triệu đồng quý vị lựa chọn cho mình một chiếc Hyundai Santa Fe như thế này thì rất là ok. Bởi vì là chiếc xe này đi, thứ nhất là về dầu nó đi chỉ khoảng độ tầm 7 lít dầu cho 100 km hỗn hợp thôi, thì quý vị chỉ chi khoảng độ tầm 100.000. 100.000 tiền dầu là quý vị có thể đi được 100 cây số. Xe này đã được Santa Fe đã thừa nhận là một dòng xe đi rất bền bỉ, không hỏng vặt, đi bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, kiểu dáng thì cũng rất là đẹp và tiện lợi. 7 chỗ ngồi, 3 vùng điều hòa, ghế chỉnh điện, cửa sổ nóc, nó không thiếu một thứ gì cho người dùng cả. Điều hòa tự động 3 vùng độc lập, túi khí phanh ABS. Thì đây ạ, đường rất là xấu quý vị nhé, đường này là đường rất là xấu luôn, toàn hổ gà hổ voi, nhưng quý vị có thể nghe thấy tiếng lốp ạ. Quý vị chỉ nghe thấy tiếng lốp thôi ạ. Đấy ạ, chỉ có tiếng lốp thôi, động cơ nổ rất êm. Đấy ạ, tiếng lốp ấy, đường rất xấu quý vị nhé. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với Dung Audi để được tư vấn. Dung Audi hotline 0855 966 966. Xin hân hạnh được tư vấn, giải đáp mọi cái thắc mắc của quý vị. Xin giới thiệu quý vị, đây là chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2008, bản MLX, vô lăng tích hợp bàn phím, gương kính chỉnh điện cục điện, cửa sổ nóc, ghế chỉnh điện, 3 vùng điều hòa độc lập, 4 phanh ABS. Quý vị hãy được chào bán với giá là 520 triệu đồng. Quý vị hãy liên lạc trực tiếp với Dung Audi hotline 0855 966 966 để được cái giá ưu đãi nhất. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành và ủng hộ Dung Audi ô tô Cố Hải Dương. Xin trân trọng kính chào quý khách.